Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú chuột đi bằng hai chân, chú chuột Mickey Mouse. Để tạo hình được chú chuột Mickey Mouse, chúng ta cần có 3 quả bóng màu đen, 2 quả bóng màu trắng, một quả bóng màu vàng và một quả bóng màu đỏ. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Bước đầu tiên chúng ta sẽ thổi quả bóng màu trắng lên trước. Quả bóng màu trắng này chúng ta thổi khoảng nửa quả. Cột lại. Theo ta thổi quả bóng màu đen lên. Màu đen là chúng ta thổi lấy một cục nhỏ, chúng ta làm mũ nha. Okay. Chúng ta xoắn lại nhé. Để chúng ta cột thì trong khi chúng ta cột thì quả này nó tròn, bóng màu đen nó sẽ tròn chứ nó không có bị méo. Có khoảng cách rồi nha. Rồi nha. Ta dùng cái bóng đầu dài này ta cột vào cái tai màu trắng nha. Rồi. Ta dùng ngón giữa ta nhét này vô, nhét vô khoảng một đoạn. Sau đó ta dùng ngón tay này giữ lại. Ở đây ta tạo một cái khóa khoảng hai ngón tay. Tiếp theo ta tạo một đoạn khoảng ba ngón tay để ta làm cái má nha. Và đây cũng là khoảng ba ngón tay. Bên này cũng vậy, ba ngón tay cùng tổng nha. Hai cái má của con chuột Mickey. Tiếp theo ta thổi bóng màu đen. Bóng màu đen là chúng ta thổi cũng khoảng nửa quả. Ta cột quả bóng màu đen này vô giữa này. Đây chúng ta tạo một đoạn cũng khoảng 3 ngón tay màu trắng, 3 ngón tay màu đen cũng được luôn, 3 ngón tay cột vào với nhau. Thank you.
mắt nha. Quả màu đen ta bóp dồn hơi. Chúng ta được cái đầu của chuột Mickey màu. Tiếp theo, có một đây này chúng ta thổi khoảng nửa gõ luôn. Đó. Ta tạo một đoạn khoảng tầm 3 ngón tay. Tiếp tục ta tạo một đoạn khoảng cầm bốn ngón tay. Bốn ngón tay. Tiếp tục, ta gấp lại, tạo một quả bốn ngón tay. Đây ta tạo một quả nữa, bốn ngón tay. Trên đây ta thổi vào bóng màu đỏ lên. Đỏ này ta cũng thổi bằng nửa quả.
2 3 4 5. Rồi, chúng ta tạo một khúc khoảng 4 ngón tay. Ta khóa lại một cái khóa nhỏ. Bên đây ta thổi quả bóng màu vàng lên. Bóng màu vàng ta thổi nửa quả thôi. Bóng màu vàng ta cột vào đây. Đây, ta gấp một khoảng 3 ngón tay. Hai rồi. Bên đây mình làm tương tự cái bàn chân bên này. Ba tay dơ ngắt bỏ luôn. Cái mình của Mickey Mouse. Tiếp theo ta sẽ gắn cái đầu của Mickey Mouse vô cái mình. Nha, ta ngắt rồi. Tiếp theo ta thổi quả bóng màu trắng lên để ta làm cái bàn tay cho Mickey Mouse. Thổi khoảng nửa quả nhé các bạn. Ta có một
đoạn khoảng 3 ngón tay. Tương tự 3 ngón tay. Ở đây ta tạo hai cái khóa. Ta bóp cho nó bẹp lại nhé. Ta bóp cho bẹp lại. Chúng ta đã hoàn thành chuột Mickey Mouse. Để thêm phần sinh động, chúng ta làm thêm cái môi của các bạn. Ok, hôm nay chú chuột Mickey đi bằng hai chân. Hôm sau, clip sau, chú hề sẽ hướng dẫn làm chú chuột đi bốn chân. Các bạn đăng ký, chú ý theo dõi. Chú hề ST làm được, các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.